diễn viên của các lớp trong toàn trường đã cùng về đây để tham dự liên hoan văn nghệ trọng đại này. Đề nghị chúng ta nồng nhiệt chào đón bằng một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng. Kính thưa quý vị, để hội diễn thành công tốt đẹp, một thành phần không thể thiếu đó là thành phần ban giám khảo. Đây là những người sẽ cầm cân nảy mực, sẽ chấm điểm cho các lớp. Đó là những thầy cô giáo mà chúng tôi chuẩn bị trân trọng kính giới thiệu sau đây. Nhất là cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Lan, thứ hai là cô giáo Phạm Thị Hoa và thứ ba là cô giáo Tượng Thị Ngọc Hoàn. Đề nghị tất cả chúng ta nở một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ban giám khảo. Mở đầu chương trình, xin kính mời các vị đại biểu, ban giám khảo và toàn thể các quý vị khán giả đến với âm hưởng nhẹ nhàng, tha thiết lời tâm tình, niềm tự hào, mỗi niềm nhung nhớ một thời áo trắng sân trường. Lời tâm sự đó được thể hiện qua bài hát múa Hát Về Mái Trường do đội văn nghệ lớp 9A trình bày.